Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện dự án trọng điểm và các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh, chủ trì hội nghị. Đến ngày 16 tháng 11, Hưng Yên đang triển khai 6 dự án trọng điểm, gồm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp sạch, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 3, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Mỹ và dự án đường Tân Phúc Võng Phan, đường DT386C. Đến thời điểm này, ngoài dự án đường Tân Phúc Võng Phan, 5 dự án còn lại các nhà đầu tư đã và đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương có dự án nằm trên địa bàn tích cực triển khai các bước theo quy trình như hoàn thiện hồ sơ thuê đất, rà soát, lập danh sách các hộ dân nằm trong phạm vi thu hồi của dự án, thông báo thu hồi đất, kiểm đếm, lập phương án đền bù. Trong đó, có 3 dự án đã triển khai tiếp các bước, ra quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, chi trả tiền bồi thường cho hộ dân. Tuy nhiên, đến nay, khối lượng cần giải phóng mặt bằng ở một số dự án vẫn còn nhiều vướng mắc, một số hộ dân chưa nhất trí nhận bồi thường. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh nhấn mạnh, các dự án trọng điểm trên là những dự án lớn quan trọng của tỉnh. 5 trên 6 dự án trọng điểm trên là dự án công nghiệp với quy mô 965 ha. Đến nay đã hoàn thành khoảng 1/3 công việc cần thực hiện. Việc thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh đang chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra. Các ngành địa phương cần quyết liệt vào cuộc, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, tăng cường vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của dự án, quy định của pháp luật trong việc triển khai dự án. Các sở ngành địa phương chủ động phối hợp thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tiến độ triển khai, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp khẩn trương triển khai đền bù giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đã hoàn thành các thủ tục giải phóng mặt bằng xong đến đâu, giao đất cho chủ đầu tư ngay đến đó để triển khai các dự án đúng tiến độ.